Xin chào quý vị, trở lại chương trình Trực Chuyện TV. Thì sự việc mà ông Nguyễn Xuân Phúc đệ đơn xin từ chức và đã được Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như là Quốc hội của Việt Nam chấp thuận, chuẩn thuận. Và đây là một cái sự việc chấn động dư luận không chỉ là ở trong nước không, mà ngay tại việc cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại. Thậm chí là báo chí của quốc tế cũng đã đăng về bản tin này. Bởi vì đây là cái điều mà chưa từng có tiền lệ đối với cái chính trường của Việt Nam. Và phải nói là ngày 17 tháng Giêng và ngày 18 tháng Giêng đã trở thành những cái ngày lịch sử rất là đáng nhớ của cái chính trường Việt Nam, khi mà lần đầu tiên một ông chủ tịch đương nhiệm của cái nhà nước Việt Nam đã phải xin từ chức. Và xin từ chức đó thì mặc dù có nhiều cái tờ báo đã đưa cái dòng tiết rằng xin nghỉ hay là xin từ chức vì cái lý do cá nhân, vì cái lý do gia đình. Tuy nhiên thì theo như những cái kết luận hay các bản thông cáo báo chí của Ban chấp hành Trung ương Đảng cho biết rằng là bên cạnh cái việc mà đánh giá cái sự thành công hay là cái ưu điểm của ông Nguyễn Xuân Phúc trong cái thời điểm làm Thủ tướng Chính phủ của Việt Nam, thì bên đó cũng có nói rằng cái khuyết điểm là bởi cái vai trò gọi là cái trách nhiệm chính trị của cái người đứng đầu. Người đứng đầu khi mà làm thủ tướng thì để cho ở phía bên dưới ít nhất là có coi như là những cái người cán bộ cộm cán nữa. Thí dụ như là hai phó thủ tướng cũng bị quy kết trách nhiệm và cũng đã phải xin từ chức trước đó. Rồi bên cạnh đó còn có ba coi như là bộ trưởng, và trong đó có hai người đã bị khởi tố, và còn hàng loạt những cái cán bộ bên dưới. Và trong cái nhiệm kỳ như vậy thì rõ ràng với cái tư cách là người đứng đầu thì ông Nguyễn Xuân Phúc bị cho là phải chịu trách nhiệm chính trị. Thì cái vấn đề mà một cái quán bộ mà cao cấp ở trong Việt Nam đó, thì trước tới giờ thì với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và cái hệ thống pháp luật của Việt Nam thì được cộng đồng Việt Nam ở tại hải ngoại hay là ngay cả báo giới lớn của Hoa Kỳ hay là những cái thông tấn mà thường hay quan sát cái sự phát triển của Việt Nam hay là những cái tờ báo mà thường hay theo dõi về cái chính trường của Việt Nam thì thấy rằng đây là cái việc làm có thể nói rằng nó vô cùng đặc biệt. Vô cùng đặc biệt là bởi vì trong lịch sử đó chỉ có thể nói người ta xét xử hay là khởi tố và bắt giam và xử lý kỷ luật thì cũng chỉ đến là ủy viên Bộ Chính trị, là cũng chỉ tới là coi như là đứng đầu của một cái thành phố, đứng đầu của các bộ ngành, chứ chưa có đụng tới là ở cấp chính phủ, là gọi là phó thủ tướng hoặc là phó chủ tịch nước hoặc là chủ tịch nước hay là thủ tướng chính phủ. Mặc dù là xử lý kỷ luật cũng không có thấy nói đến như vậy. Thì có thể nói rằng đó là cái điều mà dưới góc nhìn của những người mà họ muốn cổ xí cho cái vấn đề mà phát triển về cái nhà nước pháp quyền đó và xây dựng một cái thể chế phải trọng pháp, thì người ta rất là đáng mừng. Ta đáng mừng là bởi vì nó chứng minh cho mọi người thấy rằng những cái lời mà Đảng Cộng sản của Việt Nam tuyên bố, thí dụ như nói rằng là trong cái phong trào đốt lò sẽ không có cái điểm dừng và không có để cho ai đứng trước hay đứng sau pháp luật gì cả, đứng trên pháp luật gì cả, và mọi người phải có sự bình đẳng và cấp nào cũng có thể bị xử lý cấp. Và cái chuyện mà tạo ra một cái tiền lệ là cái việc mà có lên, có xuống, có vào, có ra, thì để cho mọi người biết rằng đó là một cái quy luật. Người cộng sản cũng vậy, chứ không có chuyện là chui sâu leo cao và càng cao thì càng an toàn, là không có chuyện đó. Thì chúng ta thấy rằng đó, còn đối với cái trường hợp của ông Nguyễn Xuân Phúc, thì ông Nguyễn Xuân Phúc với tư cách là chủ tịch nhà nước Việt Nam, cái người nguyên thủ của cái quốc gia Việt Nam. Và thật ra thì ông Nguyễn Xuân Phúc trong cái nhiệm kỳ làm thủ tướng của mình đã tạo ra rất là nhiều cái ấn tượng. Và trong nhiệm kỳ mà 5 năm từ năm 2016 đến năm 2021, thì cái tốc độ phát triển về kinh tế của Việt Nam, cái vai trò, cái vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế rất là lớn. Và ai cũng hiểu được rằng trong tứ trụ của Việt Nam đó, giờ từ ở bên đảng, mặc dù nói rằng là đảng Cộng sản là lãnh đạo mọi mặt và hoạt động theo cái nguyên tắc tập thể, tuy nhiên thì cái người đứng đầu của chính phủ vẫn phải chịu trách nhiệm cá nhân
và chính phủ là cái bộ máy mà hoạt động rất là năng động và tạo ra cái nguồn lực rất là dữ dội cho cái đất nước Việt Nam. Và cái vai trò của ông Thủ tướng vô cùng quan trọng. Chúng ta đã thấy rằng Việt Nam cái vị thế lên cao trong nhiều mặt chứ không phải là chỉ có vấn đề kinh tế không. Trong đó về cái xã hội cũng lên, về văn hóa cũng lên, về cái vị thế mà gia nhập vào cái trường quốc tế đó, thì cái sự đánh giá đối với cái Việt Nam, cái hình ảnh nó cao hơn. Thì cái việc mà đánh giá về ông Nguyễn Xuân Phúc đó, cái mặt thành công thì rất là nhiều. Bên cạnh đó thì những cái sự tuyên bố của ông Nguyễn Xuân Phúc là cái điều mà nhiều người đó cũng hay hay có đưa ra những cái nhận xét lắm. Thì thật ra thì cái người mà lãnh đạo nào có khi cũng có những cái câu nói hớ hoặc là những câu nói vui, có những cái câu nói nó không có chứa đựng nhiều các cái nội dung, cái chuyện đó rất là bình thường. Thí dụ như ông Nguyễn Xuân Phúc thường hay đi đến địa phương này, địa phương khác, địa phương nào cũng là đầu tàu, địa phương này thì lại là Singapore mới, rồi địa phương kia là Paris, địa phương kia là London. Thì thật ra thì nói cái điều đó cũng không có sai gì. Thấy có kiểu rằng mình muốn ước mơ, muốn biến cái trung tâm đó trở thành là đầu tàu về vấn đề này, đầu tàu vấn đề kia. Nhưng mà có khi thì ông Nguyễn Xuân Phúc nói đó thì tạo cho cái người mà những người mà họ không thích đó, họ có đem ra rất là nhiều các sự bình luận. Thí dụ như những người ở tại hải ngoại chẳng hạn. Thì bây giờ chúng ta trở lại cái việc mà xin từ chức của một ông nguyên là hiện thời đang là nguyên thủ quốc gia, hiện thời đang là chủ tịch nhà nước, hiện thời đang là một trong tứ trụ của triều đình, bốn cái cột trụ rất là quan trọng ở trong bộ chính trị và ở trong cái bộ máy nhà nước của Việt Nam hiện thời, mà ông Nguyễn Xuân Phúc làm đơn để mà xin từ chức và được chấp thuận như vậy, thì phải nói rằng đây là một hành động rất là dũng cảm. Đây là một cái hành động mà những cái người mà bình thường nó rất là khó để mà làm. Bởi vì chúng ta đã biết rồi đó, ngay cả một cái người bình thường thôi, có một cái chức vụ một chút, có tài sản một chút, có cái địa vị một chút, không ai dễ dàng hay là tự nhiên mà từ bỏ cái địa vị thống trị, địa vị lãnh đạo của mình, cái vị trí mà thuận lợi của mình một cách thoải mái như vậy. Không phải là mà khó lắm chứ không phải là đơn giản. Tự nhiên có nhà, có xe, có của, có tài sản, có địa vị như vậy mà hô một cái thì bây giờ thôi chúng tôi xin bỏ, không làm nữa. Bởi vì trách nhiệm là trước đảng, trước nhân dân, thấy rằng cái việc lãnh đạo đó và để cho cái sự thất thoát, cái sự mà sai phạm và hàng loạt những cái cán bộ bên dưới của mình, trong cái nội các của mình phải đi tù, phải bị kỷ luật, hoặc là mình quản lý để mà trong cái bộ ngành, trong cái khu vực, hay là ngay cả trong gia đình đi nữa, thì những cái điều đó mà dám nhận cái trách nhiệm, ít nhất là bây giờ né sang một bên để mà hạ cánh xuống, để mà trở về làm người tử tế. Và cái phần còn lại đó thì hôm nay cũng như là mấy ngày trước thì có những cái sự râm rang về những cái cuộc họp và xin từ chức này của ông Nguyễn Xuân Phúc. Và sau khi mà Quốc hội phê chuẩn rồi đó, thì bây giờ trên mạng xã hội, nhất là cộng đồng Việt Nam ở tại hải ngoại, thì đã đang bàn luận là sau khi mà ông Nguyễn Xuân Phúc từ chức như vậy, hạ cánh như vậy rồi, thì điều gì sẽ xảy ra và ai sẽ tiếp quản cái vị trí đó. Trước mắt thì cái người gọi là phó chủ tịch nước là lên thay. Tuy nhiên thì ai cũng biết cái vị trí mà gọi là quyền chủ tịch nước chỉ mang tính chất là tạm thời thôi, và sẽ không thể mà trở thành chính thức là chủ tịch nước nếu không được bầu bổ sung vào ủy viên bộ chính trị. Bởi vì vai trò chủ tịch nước gọi là tứ trụ, ít nhất là cái người đó phải nằm trong bộ chính trị, mà thậm chí là còn phải nằm một nhiệm kỳ trở lên nữa. Cho nên là rất có thể là những người khác. Mấy ngày, hai ngày nay thì nhiều cái dự đoán đưa ra. Chúng tôi thì không muốn đưa cái dự đoán gì hết. Chúng tôi chỉ dựa trên những cái cơ sở thực tế để mà mình đưa ra những cái đánh giá, hay là đưa ra những cái thông tin để mà chia sẻ với quý vị. Chứ còn mọi cái sự dự đoán dù có đúng đi nữa, nó cũng chả làm cái gì. Mà dù có sai thì nó lại càng hại hơn. Cho nên là chúng ta không bao giờ đưa có thuyết âm mưu. Có những người thì họ thích làm video theo cái kiểu á, là tung thuyết âm mưu. Ông này bà kia bà nọ, ông bên trái, ông bên đằng trước, ông đằng sau, ông miền Bắc, ông miền Nam gì đó. Thì chúng ta không bao giờ đưa những thông tin như vậy. Thì trở lại đó, thì đối với trường hợp của ông Nguyễn Xuân Phúc, chúng ta phải nói rằng phải dành cho ông ta một cái bông hoa.
và phải đánh giá rất là cao, ít nhất là một cái đạo đức của một cái người mà ở cái vai trò lãnh đạo như vậy, và thấy rằng mình có cái khuyết điểm hay là thấy rằng mình có cái sự thiếu sót và thấy rằng mình có cái trách nhiệm thì đã dám xin từ chức. Dĩ nhiên rằng để làm cái điều đó đó, nó phải có cái hậu quả. Cái hậu quả là bởi vì nhiều cái sự đánh giá lắm, người ta nói là bên trong chắc có lẽ làm chuẩn bị khởi tố, có khi từ chức cho rồi, nếu mà không từ chức thì sẽ bị lôi xuống, không bị từ chức thì cũng sẽ bị kỷ luật thôi, cho nên là thôi bây giờ từ chức trước. Thì họ muốn đánh giá gì thì họ đánh giá. Tuy nhiên thì những người trong cái ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, thí dụ như trước đây là ông Nguyễn Thành Phong, sau đó nữa là hai ông cựu phó thủ tướng, đó là ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam, rồi bây giờ đến ông Nguyễn Xuân Phúc, tức là toàn những người nằm trong ủy viên Trung ương Đảng và thậm chí là Bộ Chính trị. Bộ Chính trị thì khóa 13 này cũng chỉ mới có hơn coi như hơn một năm thôi, một năm mấy thôi mà đã có hai bộ chính trị đã phải rời khỏi cái vị trí của mình, đó là ông Phạm Bình Minh và ông Nguyễn Xuân Phúc. Thì cái điều này là cái điều cũng phải nói rằng nó rất là lớn chứ không phải là nhỏ. Thì còn cái việc mà ông Nguyễn Xuân Phúc sau khi mà từ chức rồi đó thì có tiếp tục là sẽ bị xử lý bên vấn đề mà của nhà nước hay không, thì chúng tôi có thể là đưa ra cái đánh giá rằng là sẽ không, bởi vì hồi trước tới giờ đó thì chúng ta đừng nói rằng là theo tiền lệ đi, tiền lệ thì chưa có bao giờ có một cái cấp mà nằm trong tứ trụ hay là cái cấp mà lớn như là cái người mà nằm trong cái chính phủ là thủ tướng phó thủ tướng mà phải bị vướng vào những cái vấn đề liên quan tới năm đến pháp luật. Thì đó là chúng ta không muốn nói vấn đề tiền lệ, nhưng ta muốn kết luận á, muốn bám vào cái kết luận của ban kiểm tra đảng, chúng ta muốn bám vào cái thông báo của ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam cũng như là cái nghị quyết của quốc hội và những cái thông báo của quốc hội, bởi vì thông qua những cái việc mà phê chuẩn, cái việc mà đồng ý để mà cho miễn nhiệm thì người ta có nói về các cái lý do, nhưng mà những cái lý do đó đó thì cũng chỉ rơi vào trong trường hợp của ông Vũ Đức Đam, ông Phạm Bình Minh và ngay cả ông Nguyễn Xuân Phúc là cái người đứng đầu, cái người đứng đầu và cái trách nhiệm đó, và để cho ở phía bên dưới nó có nhiều người bị kỷ luật, thậm chí là nhiều người đi tù. Và cái trường hợp của ông Nguyễn Thành Phong ở phía bên chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng tương tự. Do đó thì chúng tôi có thể nói rằng đó là về phía bên chính quyền có lẽ sẽ không có một cái vụ án và cũng sẽ không có cái vấn đề xử lý hình sự đối với những cá nhân này. Đó là cái điều mà chúng tôi nhận xét mang tính rất là chủ quan và dựa trên những cái thông tin mà chúng tôi biết đến hiện nay. Nếu như sau này mà người ta có đưa ra những cái thông tin khác chẳng hạn, những cái thông tin nó mới hơn, nó làm cho biến đổi cái sự quyết định của các cái cơ quan chức năng, thì lúc đó chúng ta mới có những cái cơ sở khác để mà nhận định. Chứ còn bây giờ thì với những điều mà đã có thì chúng tôi thấy rằng là rất là khó để mà có lẽ là nghĩ rằng là sẽ có một cái xử lý về vấn đề bên chính quyền nữa, bởi vì bên chính quyền hiểu ở đây đó là đã mất chức, mất chức là bên đảng thì người ta không cho giữ các cái chức vụ trong đảng là ủy viên trung ương đảng, ủy viên bộ chính trị, nhưng mà bên phía bên chính quyền thì người ta cũng đã phê chuẩn luôn rồi, người ta đã đồng ý cái đơn gọi là xin từ chức luôn rồi, không còn là ủy viên quốc hội nữa, không còn là chủ tịch hội đồng an ninh quốc gia, cũng không còn là chủ tịch nước. Như vậy thì bên chính quyền người ta đã xử lý rồi, tất cả những cái điều đó coi như là đã xong, tức nghĩa là bây giờ cũng trở về là một cái thường dân, và cái thường dân mà dám từ bỏ cái quyền lực của mình, dám nhận cái trách nhiệm, thì chúng tôi đánh giá rằng ông Nguyễn Xuân Phúc là cái người rất là coi như là dũng cảm, rất là mạnh dạn và dám nhìn nhận vào cái sự thật, và chưa từng có một cái người nào mà ở cấp cao và như Nguyễn Xuân Phúc mà lại từ bỏ cái vị trí của mình và nhận cái trách nhiệm cũng như là cái văn hóa từ chức. Có lẽ là từ đây bắt đầu, trước ông Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có những người họ từ chức, nhưng mà đến ông Nguyễn Xuân Phúc có sẽ là một cái cột mốc, một cái ngày 18 tháng Giêng năm 2023, một cái ngày rất là đáng nhớ của chính trường Việt Nam, để tạo ra một cái tiền lệ, tạo ra một cái văn hóa từ chức. Và người ta nói rằng người cộng sản không có từ chức,
thì không phải, bây giờ nó đã bắt đầu. Và hy vọng là trong thời gian tới đó, cái văn hóa này hay là cái tiền lệ tốt đẹp này nó sẽ đi sâu vào, không chỉ là ở cấp cao không, mà ngay cả các cái cấp ở bên dưới nữa, thí dụ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp phường xã, hay là ngay cả trong các cái bộ ban ngành. Nhiều cái cơ quan ban ngành mà những người đầu tàu mà để cho cấp dưới làm sai trái thì nên từ chức, hoặc là cá nhân làm thấy mà không có hiệu quả, hoặc là sức khỏe không còn tốt nữa, hoặc là không thể đảm đương được cái trọng trách mà khi mà cái thời đại 5.0 nó đòi hỏi phải rất là giỏi, thì đi theo không kịp với cái cuộc sống nữa thì nên từ chức, chứ đừng có cán đáng rồi ôm đòm rồi cuối cùng thì làm sai, thậm chí là nhúng chàm, thậm chí là coi như là ăn hối lộ, làm đủ thứ chuyện hết, thì tất cả những cái điều đó thì nó sẽ còn hại hơn rất là nhiều. Và chúng ta thì xin tạm dừng cái chương trình là đây, và những ngày gần tới chúng ta kính chúc cho nhau những cái lời chúc về sức khỏe rất là tốt đẹp, và điều quan trọng nhất là chúc mọi người bình an, chúc cho tất cả các quan chức của Việt Nam, chúc cho những cái người mà hiện giờ đang giữ các cái trọng trách càng lúc càng sáng suốt hơn, và càng lúc á càng liêm chính hơn. Bởi vì cái trong cái chốn quan trường nó cái đạo làm quan, rồi xưa tới giờ đó người hồi phong kiến người ta nhắc nhiều tới cái chữ quan trọng, chứ không phải là cái chữ tính, mà cũng không phải là cái chữ chữ năng, hay là cái chữ tài năng, hay là chữ tài gì, mà hoàn toàn nó nằm vào cái chữ liêm. Chữ liêm là cái chữ quan trọng nhất. Nếu như mà những người làm quan mà cảm thấy rằng mình không thể đảm bảo được chữ liêm thì tốt nhất là đừng nên làm, tốt nhất là hãy từ bỏ cái vị trí, và tốt nhất là nên để dành cái vị trí đó cho những cái người khác. Bởi vì các cái lứa trẻ bây giờ chúng ta phải đào tạo làm sao cho nó đi vào cái hướng nó phục vụ nhân sinh nhiều hơn. Vai trò làm quan là để phục vụ, phải giống như là ông Hồ Chí Minh đã từng nói rằng là cán bộ là đầy tớ của người dân. Anh dĩ nhiên rằng trong cái xã hội mới hiện nay đó thì không ai bắt cán bộ phải nghèo. Nói như vậy thì có người đã tranh cãi với chúng tôi rằng đó là nói như vậy thì cán bộ phải nghèo à? Phải nghèo hay những người dân như vậy thì không được làm gì hết sao? Cái gì cũng cấm, cái gì cũng không, tư nhân cũng không được, tiền của cũng không. Thật ra là không ai cấm những cái điều đó hết. Người ta chỉ cấm đó, là cấm những cái đồng tiền dơ bẩn. Người ta cấm là cấm ăn dơ, cấm ăn bẩn, cấm trục lợi, cấm bè phái với nhau, cấm đạp dò đạp cẳng để mà hưởng lợi vì những cái chính sách hay là vì cái vị trí của mình, vì cái quyền lợi của mình, rồi ủng hộ nuôi nấng cho cả một cái gia đình, một cái dòng tộc của mình, thì cái kiểu giống như là thời phong kiến, một kẻ làm quan cả họ được nhờ, thì những cái đó người ta mới chống. Chứ còn cái đồng tiền nó minh bạch, đồng tiền nó rõ ràng, và bằng sức lao động, bằng cái sự sáng tạo lên thì không ai chống hết. Đảng viên cũng được làm giàu, đảng viên đâu có ai cấm đảng viên làm giàu đâu, mà thực tế hiện giờ có rất là nhiều những cái đảng viên làm giàu. Cho nên cái điều mà xã hội cần là phải có cái sự tấm gương. Ví dụ như vừa rồi là ông Nguyễn Xuân Phúc, mặc dù là nhìn nhận có những sự thiếu sót, có những cái sự về cái trách nhiệm chính trị, nhưng mà phải nói là ông ta đã đưa ra một cái tấm gương, cuối cùng cũng đã với vai trò là nêu gương, một cái người cộng sản đứng đầu trong cái nhóm đứng đầu gọi là tứ trụ, đã đứng ra nêu gương cho thấy chúng ta làm sao chúng ta từ chức. Và cái văn hóa từ chức đó sẽ khởi mào cho một cái chương trình tiếp tục, nó sẽ rộng mở trong thời gian tới. Chúng ta chỉ hy vọng như vậy, hy vọng rằng các cái quan chức càng lúc càng cống hiến nhiều hơn, chứ không phải như vừa rồi chúng ta thấy không, phát hiện một cái vụ mà liên quan đến cái cục đăng kiểm, thì bây giờ phát hiện là các cái quan chức trong cái cục đăng kiểm này còn lãnh lương của cái bọn hối lộ, lãnh lương tháng, lãnh lương quý luôn, rồi để mà nó nuôi nấng luôn cả một cái chính thể này, đảng cộng sản này xây dựng một cái cơ chế ra, tạo ra các vị trí đó, rồi bưng bê nó chui vào, nó để mà nó ngồi lên các vị trí đó, rồi nó bán cái thể chế này, nó bán cái vị trí đó để mà nó hưởng lợi, nó ăn 2-3 cái đầu lương, nó ăn của dân để mà nó sinh sống. Nó băng hoại đến cái mức mà nó rất kinh khủng như vậy. Một cái bọn tham quan vô lại đó mà không trừng trị thì điều gì sẽ xảy ra? Cái đất nước này nó sẽ đi về đâu? Đó mới là cái điều. Trong khi đó thì những ngày Tết như thế này chúng ta thấy rằng nhiều người chuẩn bị rất là vui, nhưng mà bên cạnh nó có nhiều người cũng phải rất là thiếu ăn.
Vừa rồi thì chính phủ cũng phải thông qua một cái quyết định rằng là đã trích xuất là đến mấy chục ngàn tấn gạo cho hai cái tỉnh ở vùng biên giới rất là khó khăn và có thể là thiếu gạo và đảm bảo cho những người dân không đói trong cái dịp Tết này. Chúng ta thấy rất là rõ ràng, ví dụ như tỉnh Bắc Cạn với cái tỉnh gì đó. Và những cái điều đó cho thấy là nhiều người dân họ còn đói lắm, nhiều người dân ở nơi này nơi khác cũng còn khó khăn. Và người làm quan là người ta phải biết trăn trở và biết đau đáu trước những cái sự khó khăn đó, chứ không phải mà cái bọn mà nó chui vào và nó kiếm ăn để rồi cuối cùng nó làm băng hoại các xã hội. Cái điều mà nó ăn bao nhiêu đó là nó đã làm cho cái đất nước muốn sụp rồi, còn cái vấn đề nó còn làm cho đất nước nó nặng nề hơn nữa là cái sự mất lòng tin của người dân, không chỉ là trong nước không mà ngay cả người dân Việt Nam ở hải ngoại, trong con mắt bạn bè quốc tế nữa. Những cái sự giao thương làm ăn với một cái nơi mà nó có quá nhiều cái sự tham nhũng thì điều gì sẽ xảy ra? Cho nên là chúng tôi rất là ủng hộ cái chương trình gọi là đốt lò của Nguyễn Phú Trọng, và cho khi mà cái phong trào này mà đẩy mạnh chừng nào, cấp cao chừng nào bị kỷ luật, bị coi như là bị đi tù thì chúng tôi càng mừng chừng nấy, bởi vì cái cách làm đó cho càng chứng tỏ rằng là cái chương trình đốt lò là hiệu quả. Và càng có nhiều người đi tù, càng nhiều cái bản án thì cũng không có cái gì mà gọi là không vui cả, và thậm chí là còn vui hơn, bởi vì đó là những cái điều có sâu mọt bị lôi ra hết, không có bao che, đó mới là điều đáng mừng. Và hôm nay thì chúng ta chia sẻ rất là thẳng thắn như vậy, và sẽ trở lại về những cái chương trình này trong thời gian tới. Xin kính chào quý vị.